Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình đang trong một trang phục áo dài truyền thống Việt Nam. Mình và anh bạn mình chuẩn bị đi đón giao thừa của năm 2021. Trong công việc ở nhà thì mình và bạn mình đã chuẩn bị hết mọi thứ xong xuôi rồi. Những cái đồ cúng hay là những mâm trái cây, mâm ngũ quả đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau khi đón giao thừa về thì tụi mình chỉ việc bày ra mâm và cúng thôi. Mời mọi người đón xem video của mình để xem thử cái cách mà tụi mình ăn Tết ở Mỹ có giống như Việt Nam hay không nhé. Còn một điều rất là quan trọng nữa, đó là mình muốn chúc mọi người sang một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, sức khỏe dồi dào và thật nhiều tiền lì xì. Yay! Nào cùng đi nhá. Con có vậy. Ngon. Em quay. Đang sống ở nhà đừng bỏ lỡ. Chị đi vô thay đồ đẹp, chị đi sai đồng đi. Tao chỉ mới áo cà sa. Chết rồi. Để chụp con. Đâu có đâu vậy? Ủa chị nghĩ đây. Áo dài đỏ nè, đẹp nè, hoa mai vàng. Bên đó cũng hồng nè. Mày đưa vô quán. Ủa cái gì vậy? Cái gì mà ủa bán supply không? Lấy cái áo lạnh nè. Lấy cái áo lạnh của chị ra đi. Hoa đào hoa mai thắm hay gì á. Lúc này tối nha. Ai quay phim. Ok nè. Sau đây là tiết mục selfie của mấy chị em tụi tôi. Để mà selfie không là cũng phải mất nửa tiếng 40 phút sau đó mới lập xong được đó. Là cặp đôi uyên ương ra tạo dáng để có một vài bức hình đăng hình lên Facebook để chào đón năm Tân Sửu. Lấy cái dĩa cái chén. Đậm chơi giờ. Đó rồi, nè đây. Nè. Ai cũng muốn có bầu hết. Năm nay nó có bầu, năm nay nó có bầu. Cái đam, cái đam. Có cái gì, cái đam, cái đôn. Cái đam, cái đam. Ai bầu rồi. Đâu. Cái đam. Trời ơi, thắng luôn, bán ai đè đủ tiền thế gì ta. Hết rồi, hết luôn. Em có tiền lẻ chơi chứ. Ok. Rồi đó. Út nèm, cái đêm. Mời bà con đặt, mời bà con đặt. Đặt vô vào cua cá tóc lượng nữa. Cua em free. Bà con đặt vô. Má mới làm gì, má cứ thọng hậu cái đó. Má mày nhảy. Rồi, má mà nội, ta cũng dám ăn mày nữa. Cui, cui, cui. Làm màu đi, ba màu. Ba màu rồi, của trời ơi, cái này trẻ ăn, cái này 3, 4, 5, 6,
đi là ngon với ai đây? Không ai đâu, cả về giống. Em chia không lấy cả má cả 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 người ta đồng cả đây 2 đồng. Chết mẹ đi thôi. Cái cầm cu cho cháu đây. Cái đó. Cho cháu lắc 2 cái không? Cho lắc 2 cái. Gà bầu á, bầu tiếp, bầu tiếp, bầu 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 cuối rồi, đặt hết gà con cua mà đặt hết đâu mày ơi, bầu chưa chưa con lấy đâu con vô con hai ba con lấy 2 đồng vô lại 3 đồng nha. Ok luôn, 10 đồng con bầu, 20 đồng giá đơn ba này. Trời ảo quá. Nè nè em ơi, là chị cô đâu, chị lô to bao nhiêu chị? 5 đồng. Ui con có lấy của má nè, đồng to sẵn cái này để bỏ. Ok nè, mới lấy được. Oh my god, 1 tấm lấy đạn 1 tấm rồi xong. You win. Thì đó bây giờ nè, con mà xe không có gì đây là con 613 City Tuyền. Má ơi, má này vô chi lắm nè, lấy rồi đẩy cho con có 1 tô mở mình tin cái quần gì. Lập 1 lần 2 sòng nha mọi người, 1 sòng là không có đủ. Rồi sau khi chơi cùng với mọi người xong thì mình phải về nhà sớm để chuẩn bị cho mâm cúng giao thừa. Và đây là mâm cúng giao thừa của nhà mình đấy nhá. Đó chỉ đơn giản vậy thôi nhưng mà rất là đầy đủ nè. Thật là mắc cười để kể cho mọi người nghe, sau khi mà cúng nhau thừa thì hai đứa mình chúc Tết cho nhau thì bắt phải chúc Tết cho nhau mới là lì xì. Thì anh bạn mình cũng không có biết là anh bạn mình biết cái trò này thì bày ra sắp tiền ra từ 100 đồng, 20 đồng, 5 đồng gì cũng có hết á. Xong rồi bắt đầu lấy cái lon nước và lăn lăn trúng, thì cái lon nằm trúng ở cái tờ nào đó là cái tờ đó thuộc về mình mà chỉ được 3 lần thôi. Cái trò này nó cũng không có dễ đâu nha, nó cũng khó lắm đó, phải mấy lần rồi như là nó dễ dàng lăn đi lăn lên lăn xuống cho nên cũng là hên xui à. Giờ là lăn vô cái đường nào là trúng cái này mà trúng cái tờ tiền nào là lấy cái tờ không cái cả cái lon đó nằm trên tờ tiền nào sẽ lấy tờ tiền đó. Đừng đó, bỏ xuống mà lăn, bỏ xuống. Cháu thử 1 lần. Làm thiệt chắc không? Tại vì cho em 3 lần mà. Cho 3 lần đó. Đó, nó chạy như vậy. Nó chạy như vậy là sẽ không được. Đó. Rồi, giờ lần thứ nhất này. Rồi, 1 lần. Chỗ nào nhiều nhất?
giữa luôn. Ở giữa lại hai tờ luôn, tờ 20 okay. Và tờ 10 đồng. Ờ. 100 Ô nó lăn giờ, Và đây là bữa ong mồng 2 của mình được anh bạn mua cho King Crab bự thiệt bự và ăn nhân tiện ngày lễ Valentine cho ngày mai luôn. Còn mùng 1 mình không quay tại vì mùng 1 mình đi làm và ăn chay. Hello, hôm nay đã là mùng 3 Tết rồi, cũng là ngày Valentine luôn. Happy Valentine mọi người, yay! Bây giờ mình đang chuẩn bị là đi chùa. Lần đầu tiên mình đi chùa ở Tennessee thôi. Mời mọi người đi cùng mình để cầu nguyện cho đầu năm mới nhé. Và sau đó, sau khi mình đi chùa là mình sẽ đi làm. Đi làm về là mình sẽ chạy về Atlanta để thăm gia đình và vui chơi ngày Tết cùng với gia đình luôn. Cùng đi nào! Half a mile, turn left onto Rose Road. Bập bình quá. Ôi, xung quanh cũng Phật không á nha. Mình buồn thì sao thấy đóng cửa rồi vậy? Không Phật nào. Go all the way back there. Careful. Okay. Từ 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 nha. Tượng Phật cũng xung quanh cũng lớn chứ bộ. Phải giỡn hả? Tao đâu có tin. Bao nhiêu máu dài đẹp hè, áo đỏ cùng xanh ghê ta. Cởi lâu đẹp ta. Như mọi người đã thấy là mình đã về tới nhà của cousin của mình rồi. Về đến nhà là được ăn một tô bún chay đầu năm siêu siêu ngon nha. Bên cạnh đó cũng có một món không thể thiếu trong ngày Tết, đó là bánh tét. Đi đâu cũng gặp bánh tét mà mình cực kỳ mê bánh tét nha. Đặc biệt là bánh tét chiên. Đây là một số chương trình phát bao lì xì. Không phải, nó phải được gọi là bóc không lì xì mới được. Anh đang ăn.
Ngưỡng hết, tụi con ngưỡng hết. Đâu không? Ui, nhiều tiền quá. Đây có một bánh đậu không? Rồi sau một buổi chơi bầu cua thì bắt đầu tụi mình đã trở về nhà bác yêu của mình, về My Sweet Home, tiếp tục chơi tiếp. Bác mình đã chuẩn bị sẵn đồ nướng cho tụi mình ăn, gồm có scallop nè, có thịt bò nè, có cá salmon nè, đồ kim chi, đồ tùm lum tà la. Xong rồi mình làm một số món nhậu nữa, trời ơi bá cháy luôn, tới 12 giờ đêm vẫn còn ngồi. Chị em nhà mình đang là chung tay vào làm bánh croissant để chuẩn bị birthday cho cousin của mình, đó là Ken Kenny. Yay. After 13 minutes. Hồi nãy 10 minutes nó chưa ấy. Xong rồi mình cho thêm 3 phút, xong giờ cái này 13 phút. Đây là món macaroni and cheese. Đây là bữa tiệc của mồng 4 Tết nha mọi người. Ăn nốt hôm nay nữa thôi là mình phải về lại Chattanooga rồi. Bà vô, bà vô. I have no more.